em lên hàng lũa trụ gáo cho các bác ngắm nha. Những cái mã hàng này nhà mình cứ gọi điện trực tiếp giúp em là sẽ mua được thôi. Những cái hàng này đã có mã có giá hết rồi các bác ạ. Đây, để em chỉnh cái góc máy xuống một chút. Đấy, các bác nhìn được ok không? Nhìn rõ rồi đúng không? Từ từ anh không cần phải rõ đâu, đừng ấy, anh để gáo ra kia, anh kéo cái bàn ra để gáo ra kia đấy, cái này lại quay tiếp bây giờ đấy. Anh kéo cái bàn ra để gáo ra cái đống bàn đấy, đúng cái chỗ bàn đấy. Em lên cái mã trụ số, em lên cái mã trụ số 437 nhà mình ơi. 437, kích thước là 72 x 53, con này 72 x 53 đấy cả nhà nhá. Em đang bán mã này với cái mức giá là 720.000 nha cả nhà ơi, 720 nhá. Đấy, nhà mình có thể nhìn này, xoay để các bác xem này. Bàn xoay tự động luôn cho các bác này, để nhà mình ngắm nhá. Các bác mua hàng đặt hàng gọi luôn trực tiếp giúp em. Đây à, em để y một chỗ để các bác xoay này, các bác xem này. Đây, mặt đây, mặt trước đây nha các bác nha. Đấy, cái mặt trước đây và cái mặt sau đây nha các bác nha. Rồi anh chuyển lên đi, mấy con này em để gần đây được. Bao giờ đầy thì anh bỏ ra. Đây 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 đây. Lên tiếp đi các bác ơi. Hôm nay em xoay bàn ở dưới đất luôn, em lên luôn cho các bác như này. Lên tiếp nha các bác nha. Lên tiếp con này. Con này để hơi cao một tí rồi, anh lên những con nhỏ trước đi. À, bạn này là mã số đứng. Bạn này là mã số 438 này. 438. Con này là có kích thước là 78 mà nhân với 58. Mà cao 78, rộng 58 và sâu là 48 nha mình ơi. Hơi cong cong xòe này cả nhà nhìn này. Đấy, nó rất là điệu cả nhà nhá. Cực kỳ điệu con này luôn. Đấy, bạn này em lên giá cho cả nhà mình giá 690. 690.000 em bao ship cho nhà mình rồi nhá các bác, nhìn mẫu này. Đẹp đấy, em thấy như con như này là ok này các bác này. Đấy, chất gỗ cũng đẹp, chân đế đẹp rồi. Đây, cái dáng chuẩn của nó khả năng là dáng này. Đây dáng này nha bác nhá, 690.000, ok. Tiếp này. Lên mã tiếp theo. Em cho gần về đây cũng được, em nhấc lên được, xong rồi là anh chuyển ra. Cho sát về đây mới được. Đó. Em lên tiếp một mã nữa nha. À, bạn này là một mã số 441. Mã số 441. Kích thước là cao 73, rộng 8 tức là rộng 48 ạ. Hai mặt đây cả nhà ơi. Hai mặt đây, con em đang là xoay ở trên bàn xoay đây nha các bác nhá. Anh kéo ra luôn đi cho nó đỡ rối hình. Đây con em đang xoay đây các bác nhá. Bạn này thì em lên mức giá cho cả nhà mình là 550.000. 550.000 cả nhà nhá. Cả nhà có thể nhìn kỹ một chút ạ. Rất là ổn nha các bác nhá. Tiếp theo. Tiếp là mã số 440. Mã số 440. Con này 550.000 các bác nhá. Thì là cao 63 và rộng là 60 ạ. Đó. Khả năng cái này vẫn không để đây được. Nhưng mình để xa đây này nó cứ bị vào hình đây. Mọi người nhìn nó bị rối. Nhìn nó bị rối hình ấy. Đấy. Đây em lên cho các bác con này này. Hôm nay quay ngồi luôn vì em vừa like xong. Em vừa like xong như này. Đây các bác nhìn nhá. Con này khá là đẹp. Rồi tiếp. Lên tiếp con này là gỗ. Gỗ ở đây là mã này là gỗ sọc các bác. Con vừa rồi là gỗ cáo đấy. Bạn này là mã số 444. 4 con 4 luôn các bác ạ. 4 con 4 nha. Kích thước là 70 x với 50. 70 x với 50. Bạn này khá là đẹp, em đang bán với mức giá là 590 con này. 590 cả ship. Đấy. Bàn xoay tự động xoay luôn cho các bác ngắm rồi đấy. Nha. Đó. Quay cho các bác nhìn được kỹ luôn, hôm nay là quay là hơi ngồi tí. Bác thông cảm nha, anh lên con to kia cho em. Đấy đúng không? Đấy nhà mình ngắm dáng này một lần nữa nha. Đây dáng này ở nhà mình ngắm lại lần nữa nha. Rồi. Tiếp theo. Lên một con hàng gỗ kháo, tay khá là to các bác nhá. Bạn này tay to này. Đang có mức giá là 750.000 con này. 750.000. Cái mã này thì nó là gỗ kháo nhá. Gỗ rất là rắn và chắc, thì các bác có thể nhìn cái mặt sau là biết luôn cái gỗ rất là già, cao 70, rộng 86 và sâu là 32 nhá. Đó, gáo đấy em quay cho các bác xem rồi đấy. Đấy, có cái bàn xoay này rất là nhàn các bác ạ. Đặt đồ lên là xoay thôi. Gỗ cực kỳ già các bác nhá. Các bác yên tâm những cái mã hàng như này gồm có 1 2 3 4 5 cái gáo này. Bán trực tiếp cho các bác như này nhá. Đấy nhà mình có thể lên like xem cũng được. Nha. Đấy, ok rồi này. Nhà mình cứ xem lại kỹ dáng một chút đây, em giữ lại cho bác xem dáng một chút. Đấy, các bác nhìn dáng nhá. Rồi. Tiếp theo. Lên một con 445, mã số 445, 490.000 con này. 490.000, cao 74, rộng là 58 ạ. Tay cành đây các bác có thể ngắm các cái tay cành đây nhá. Mặt sau này. Đấy. Con này khá là thưa. 490 làm hàng chân đế, làm hàng rất là chắc chắn rồi nha các bác. Rồi chuyển mẫu luôn đi anh, lên luôn đi. Lên tiếp một con nữa nha. Con này dáng cao gọn này các bác này. Bạn này mã số 443. 443.
443, tạ cao 82, rộng 52. Cao 82 rộng 52. Con này gỗ mương trắng hàng dỗ tổ ong nhá. Giá em đang bán cho nhà mình là 650.000 con này. 650.000 đây, các bác nhìn cái phần dưới này. Đấy. Hết nha các bác nhá. Đây, nhìn ngang để nhìn hết được cái dáng này. Đấy, mặt sau đây. Họ gỗ lũa trồng lan các bác nhá. Rồi. Tiếp con số 447. 447 45 nhân với 54, 45 nhân với 54. Con này 550.000. 550.000 nha. Thế nhà mình nhìn thấy ba gáo rất là xinh luôn. Con này gỗ găng bầu. Đây cái mặt sau của nó là găng bầu luôn đấy. Găng bầu này các bác này. Thế xong rồi em sẽ chuyển qua cái hàng khác cho các bác nha. Mình lên một cái món hàng khác nha các bác nha. Rồi. Em lên một số cái mẫu tay treo các bác nhá. Em lên quay luôn như này cho các bác này để các bác ngắm này. Đó, mẫu một số mẫu tay treo hàng to luôn, các bác có thể ngắm ở cái phần đầu như này cho em này. Em xem con này bao nhiêu nhá. Bạn này mã số ở đây là 242, mã số 242 đang có mức giá bán là 650.000 con to này nhá các bác nhá. Đây em đưa sàn các bác nhìn này. Đấy DB rất sàn các bác nhìn luôn nhá. 650.000 con này các bác nhá. Đấy, nhà mình nhìn qua lòng trọng rất là sâu rộng và to luôn các bác nhìn này. Đó, quay này. Con này gỗ kháo nha, con này hàng to nha. Tiếp theo là cái mã hàng 285, mã số 285. Em lên cái mức giá cho bạn này ạ. Em lên cái mức giá cho bạn này giá. Em lên con này cũng là con em giá em giảm đi các bác nhá. 550.000 thì còn 500 các bác nhá. 500.000 con này ạ. Các bác nhìn lòng chậu này. Để cho các xem cái lòng chậu rất là kỹ luôn, nhà mình cứ yên tâm. Một cái bạn gỗ kháo này rất là tròn trịa. Bạn này mã này em để 500k nhá. Mã số 285. 285. Ok này, em qua này. Em qua một con bé bé nha. Ô, con này xinh xinh bé bé này. Anh ấy ghi mã con này chưa có mã anh ơi. Con này bé này các bác nhìn này. Đây một con lòng trọng treo bé, em làm móc luôn như này rồi cho các bác này. Đấy, em làm móc treo luôn này nhá. Ghi số 50 này anh này. Con 50 này em giao lưu với cả nhà mình giá 400 đi. Em giao lưu với nhà mình con này giá 400 nhá cả nhà ơi. Con này cũng đẹp đấy ạ. Đấy, hôm nay em có vài mẫu hàng em bán xả hàng giảm giá cho cả nhà mình luôn. Xem là các bác có ưng không nha. Tiếp theo đi, một con nữa đi, một con to này. Em sẽ lên liên tục với các bác, cứ ở lại xem video nha. Một con to này nữa các bác ơi, lòng máng trọng này các bác này. Con này to là mà nó cao, nó dài á, mà nó lại cái lòng trọng nó lại kiểu dạng như thuyền như này mà nó rộng nhá các bác nhá. Đây tay dài này, em để ra xa này các bác cùng nhìn này. Đấy, cái hàng mà em đang cầm trên tay đấy nhá các bác nhá. Đấy, nhà mình có thể nhìn qua này. Yên tâm những cái mã hàng như này, bạn này hôm nay em giao lưu với nhà mình giá 450.000. Một con to này luôn 450.000, mã số 221. Mã số 221. 450.000 cả nhà nhá. Tiếp đi. Em lên xem nào. Đây ở ngoài này có hai con này này. Đây em đi ra phía ngoài này, bởi vì là hàng em để nó hơi lung tung một tí. Đi mãi người. Em lên tên một con này nha các bác ơi. Một con này, một con các bác có thể đặt đúng chân được này các bác này. Đấy hôm nay quay xung quanh nhà, xung quanh vườn luôn các bác nhá. Bạn này là một bạn bé bé xinh xinh, mã số 51 ạ. Mã số 51 con này em lên cho cả nhà mình giá 420.000. Ok chưa ạ? 420.000 cho các bác nha. Các bác cứ tới mà chốt thôi, bởi vì những cái mã này tương đối là rẻ đấy ạ. Lên thêm này, hôm nay nhặt khắp vườn cho các bác luôn. Em lên một con này như một cái tổ chim luôn này các bác này. Nhìn cái lũa của nó này, nhà mình nhìn cái lũa của nó này, rất là già và đanh nhá. Con này em lên cho nhà mình là mã số 141, 141, 141 này nhà mình ơi. Đây,
xoay xung quanh này, mình cùng xem đây, mặt sau đây. Đấy, mặt trước mặt sau đây các bác nhá. Con này khá là đẹp đấy, em cầm ra xa một tí cho bác nhìn này. Tổng thể dáng. Bạn này em lên cho nhà mình cái giá cũ của nó vào 750, hôm nay em lên cho nhà mình 650 nhá. Con này 650.000, con mã số 141, 650.000 nhá. Giá đã bao gồm ship vận chuyển này. Nào đâu xem lên được con nào nữa, lên luôn này. Đây lên một con này nữa đi. Đến đâu bê hàng đến đấy luôn. Đây có một con này nữa các bác ơi. Con này đặt bàn được các bác nhá. Đây lòng chậu đây. Xoay cho các bác xem lòng chậu này. Và các bác nhìn này, cái giá của nó này. Đấy, hôm nay không có bàn ghế gì đâu, cầm luôn xoay cho các bác nhìn này. Con này cũng là một trong những con rất là đẹp luôn các bác nhá. Đặt bàn được. Bạn này em lên giao lưu ở nhà mình giá 500. Liền khối nha các bác nha. 500.000 con này mã số 52. 52. 500.000 em lên con này vừa rồi đấy. Nào lên tiếp nha. Đây để em đi vào đây. Em hãy tiếp tục đi vào đây các bác nhá, để em quay cho các bác xem. Đây xem hôm nay là còn cái mã gì nữa nha. Đây lên con này đi. Em lên con số 19 này các bác này. Con số 19 giá bán là 430.000. 430.000 con này. Đẹp nha các bác nhá. Nhà hàng này là hàng nhà mình nó làm kỹ càng rồi. Em quay quả tay cho em ấy. Cái này nó là hàng làm kỹ càng rồi nhá. Da lũa rất là mịn luôn ạ. Đó một con này, này. Anh xem con nào treo lên được, anh treo lại lên đi anh ạ. Không nó bừa lắm. Con nào treo được lại lên, treo lên. Lên tiếp con này nữa này, mã số 151, 151. Bạn này 450.000 thì bây giờ em giao lưu xả hàng với các bác, con này em lên giá là 390. 390 con 151 các bác nhá, các bác lưu ý em 151 390.000. Hôm nay em lên em xả cho các bác hết, con nào lên được em lên luôn. Các bác yên tâm mà chốt nha. Nào, lên một con dài tay đi. Em lên đa dạng mẫu cho các bác, hàng rất nhiều ở tại kho các bác ạ. Liên tiếp ra hàng lên lúc nào cũng có sẵn, đem lên một con tay dài này các bác nhìn này. Đấy. Đây. Em mình nhìn lòng chậu này. Con này là kết hợp giữa dễ nghiến và lũa. Trời ơi quá là đẹp luôn các bác ơi. Em xem bạn này bao tiền nhá. Bạn này mã số 26 nha mình ơi. Mã số 26 con này. Em giao lưu với bà các bác mã này là 690 thì còn 650 con này các bác nhá. Hàng rất là to bao ship 650.000 cho nhà mình con này nhá. Tiếp theo. Một cái con hàng găng bầu đi. Con này một con găng bầu đẹp này các bác này. Xinh xắn nha. Con này chưa lên giá bao giờ luôn. Con này anh ghi cho em mã 54 anh ơi. Con này 54 nha. 54 mẫu này các bác nha. Một mẫu đặt bàn được các bác nhìn này. Xinh chưa? Xinh ơi là xinh luôn nha. Mà em quay thì rất là kỹ rồi các bác yên tâm này. Đấy gọi điện ngay cho em theo số điện thoại 0983 185998. Em lên cho các bác con này giá sẽ là 550.000 nhá. Đấy duy nhất ngày hôm nay thôi em giảm giá toàn bộ luôn 550.000 con này. Một con anh như thế này 550.000 các bác mua tốt rồi các bác ạ. Một con đặt bàn thì em lại còn bao cả ship nữa cơ. Rồi tiếp đi. Em có một con này hàng đẹp nhá. Con này hàng đẹp. Con này 54, 55 đi anh ơi. Số 55. Con này em lên cho nhà mình giá 850.000. 850.000 con này nhá. 55. Con này cực đẹp luôn các bác yên tâm. Nếu mà với cái giá này thì nhà mình cứ yên tâm mà chốt thôi. Đấy nhà mình để ý nha. 550.000 con này nhá. 850.000 cả nhà nhá. Con này cực đẹp siêu phẩm luôn các bác nhá. Yên tâm cái giá đấy các bác ạ. Khả năng anh phải lấy cho em mấy con đỏ đỏ ở trong thì em bán cho nó xuôi xuôi giá xuống ở trong mấy con đỏ ấy. Nào lên tiếp một con nam. Lên tiếp một con, đây con đỏ trong, hai con đỏ trong cạnh này. Lên tiếp một con dáng dài đi các bác ơi. Con găng bầu này, hàng găng bầu này ghét cực thích luôn các bác ạ. Này các bác nhìn này. Hàng găng bầu này ghét cực thích luôn nha các bác nha, như con này. Đấy xoay xung quanh cho các bác nhìn. Nha, đây. Lòng chậu cực kỳ sâu luôn. Bạn này mã số 608, mã số 608 giao lưu với nhà mình con này giá 690 được chưa ạ? 690 là giá giảm nhá, 690k con này. Chốt đẹp lắm các bác ạ, yên tâm luôn cho em nha. Nào lên tiếp một con to. Con này là một con to luôn này các bác này. Con này lũa rất là đẹp nha, em đưa gần cho các bác nhìn này. Đấy, đẹp chưa các bác, treo như này cũng không sợ trôi nha. Treo như này em làm cái hỗn trở ở đây rồi và em có bịt cái đít này vào rồi các bác nhá, yên tâm này. Hoặc các bác để ngang là nó đứng được đây này. Khi mà để ngang này mình đặt được như này luôn này. Bạn này em xem có mã cho anh ơi. Chưa có mã đâu. Viết mã cho em nào. 56. Con này 56 nha. Con này cực đẹp luôn ạ. 56 lên cho nhà mình giá 770. 56 770 con này chốt được rồi cả nhà. Giá hôm nay là giá hữu nghị và giá cuối rồi. Nên cả nhà cứ yên tâm mà chốt. 770.000 con này mã số 55. Em lên tiếp con mã số 194. 194 cả nhà ơi nhìn này. Cả nhà nhìn một cái con tay dáng dài này. Em đưa vào gần nha các bác nhìn nhá. Đặt nằm ngang này. Các bác nhìn cái lòng chậu này, dáng dài tay dài các bác nhá. Gỗ sậm. Tay dài luôn, bác nào thích cái dòng dáng hương là ghép tốt con này này. Đấy, đẹp chưa? Em lên con này cho các bác, giá sẽ là 490 ok chưa? 490 cho các bác nhá.
490k em lên những con như này các bác, yên tâm mà chốt. Ok này. Tiếp này, đâu em ngắm xem còn con nào em lên nốt cho các bác nha, lên mấy con nhỏ nhỏ được không? Em lên mấy con nhỏ nhỏ được không? Đấy, cứ lia máy liên tục cho các bác xem luôn. Đây, em lên con này, mã số 21, 160.000. 160.000 con máng này các bác nhá. 21 nhà mình chọn thêm giúp em một mã nữa đi nha, để em đủ đơn em đi cho các bác nha. Đâu xem còn con nào nó lên nốt nào. Con này đi, con bé bé này đi. Anh ơi con này ghi mã cho em này. 57. Mã số 57 bé tí tẹo xinh xinh, cũng không tí lắm đâu, nói chung cũng được các bác ạ. Hàng làm kỹ, quan trọng là hàng làm kỹ và đẹp rồi nha. Bạn này em lên giá cho nhà mình mã số 57. Giá em đang bán sẽ là 390.000. 390.000 cả ship. Ok đi các bác ạ. 390. Đây có một con bé tí này nữa. Con này mã số 33 160. 33 160 đây nhà mình ơi. 33 160 đây nha. Bé bé xíu xíu thôi. Đấy lên tổng hợp cho nhà mình chọn nó thoải mái. Nó rôm rả đi nha. Nào lên tiếp con này nữa. Mã số 28 cho em ạ, 550.000. Anh xem con nào ở dưới mà nó có móc treo hoặc là không có móc treo cũng để gọn vào. Vâng, để gọn mấy cái con không có móc treo vào anh ơi. Con này cũng là một con đẹp này mọi người. 550.000 con này, mã số 28 ạ. 28 550.000 con này đặt bàn tuyệt vời luôn ạ. Em khẳng định luôn các bác nhá. Đó. Mẫu nào mà ok cái là em cũng cho cái giá để các bác đi mua luôn. Con này lên 31 giá 380. 31 380.000 liền một khối luôn này các bác này. Độ này là nhà em ưu tiên cái hàng liền khối nha các bác nhá. Nên là nó rất nhiều hàng đẹp luôn đấy. Lên con này 605, mã số 605, 430. 430 cành con này. 605 nhá nhà mình ơi. Đấy. Cho gọn cho em cái phôi kia vào đây luôn anh ơi. Cái phôi đằng sau, cái phôi bên này này, cái phôi số hơn 100 này này. Cái phôi số hơn 100 này này. À đây có con này. Con này nữa nhà mình này, rất là đẹp luôn nhá các bác. Cho cái phôi vào luôn. Đây để em xem còn con nào em lên nốt cho các bác nha. Rất nhiều hàng đẹp các bác ạ. Các bác cứ vào Zalo của em để xem thêm hàng nhá. Tuyệt tác luôn mọi người ơi, con này em thấy đẹp nhá. Con màu vàng đằng trước này. Eo ơi thật sự luôn là có những lúc mà nó làm ra những cái con lũa mà cảm thấy là đúng là ưng ý. Siêu ưng ý luôn. Ngắm mãi không thôi ạ. Phê. Các bác bộ này số 41 nhá và có giá bán là 350.000 cho 4 cây. 350.000 cho 4 cây cả nhà ơi. Đây. Cái cây hàng vừa các bác nhá. Hàng này hàng vừa rồi. Đấy, dáng núi thế núi để nhà mình về mình ghép và tựa vào các cái chậu gỗ đấy ạ, để nhà mình ghép lan trang trí nha các bác ơi. Đấy, lũa đây, em xoay cho các bác xem lũa này. Đó, chất liệu gỗ sậm đỏ nhá, anh lên bàn đây được rồi. Tiếp một chiếc này nữa này, chiếc này nó có lũa ở trong nó rất là xùi xì luôn đấy các bác. Vẫn là ở trong bộ số 41 đấy nhà mình ạ. Đấy, 41 này có 4 cây, cây này là cây thứ 3. Lũa đẹp nha các bác ơi, cây này là cây thứ 3. Và cây thứ 4 đây, bộ này phải nói là cây nào cũng đẹp các bác nhá. Được một con lũa cảnh này. Con này là gỗ kháo, riêng con này ở trong bộ này là gỗ kháo đấy các bác nhá. À, mình sẽ lên thêm một cái bộ hàng tay dài. Bộ này thì toàn những chiếc dài thôi các bác ạ. Mã số đây là 36. Em bán cho nhà mình với cái giá là 340.000. Giao lưu với nhà mình giá 340.000 5 cây. Và giá là giá bao ship ạ? 5 cây nha các bác ơi. Đây em lên 2 cây, một cây dài này. Những cái này nó sẽ dài dài như vậy nha các bác. Nếu nhà mình không thích dài quá thì mình có thể cắt bớt đi cũng được. Hoặc là nhà mình ghép cái kiểu dài ấy, thì nhà mình chơi những cái dòng như này nó hợp lý nha các bác nhá. Đây 2 cây rồi này, 2 cây nữa là 4 này. Bốn này, con này còn cong cong hình máng này. Đấy thì về nhà mình có thể tận dụng là đặt phần ngửa ra để nhà mình ghép vào trực tiếp cái lòng máng này. Hoặc là nhà mình ghép sen đá nhá. Những cái dòng này các bác ghép sen đá tốt. Nếu các bác chơi những cái tầm nhỏ nhỏ xinh xinh. Vừa vừa đây có một con này là to nhất trong cái bộ này đấy các bác ạ. Bộ này thì các bác có thể ghép một cái dề thoải mái luôn. Ghép một bộ dề thoải mái vào đây này các bác ghép này. Đây lòng lũa này. Em có thể soi kỹ cho các bác xem lũa nhá. Hàng này nhà em thì là hàng thô nhưng mà em đã rửa khá là sạch rồi, đến 90% nha các bác nhé. Hàng này thì có một chút rác xíu ở bên ngoài thì nhà mình có thể về cạo bớt đi một chút. Nếu đây là gọi là cái giá thô đấy ạ, hàng phôi, hàng thô nhé. Em lên tiếp theo là bộ số 40 ạ. Bộ số 40 ở đây thì em đang bán với cái mức giá là 340.000 cho gồm có 3 cây tất cả nhé. Cây này là cây nhỏ nhất này. Cái cây này nhà mình có thể đặt sáng treo như này ạ. Đấy bộ này là bộ treo. Bộ này là một bộ toàn cây treo thôi. Các bác nào thích hàng treo này là hợp lý luôn này. Một cây treo này, một cây đầu tiên này. Một cây này nữa em cũng tạo dáng treo cho nhà mình luôn này. Đây hai cây này là hai cây treo to ở trong cái bộ này mà đáng tiền trong cái bộ này các bác nhá. Đó, hai cây đây. Nhà mình treo như này là thoải mái treo rồi. Đấy ghép treo rất là to luôn ạ. Đó. Bộ tiếp theo là số 37. À Tú ơi.
Em sang bên kia em đóng cái cửa bên kia, nếu em xong đấy em đóng cái cửa hộ anh hộ chị quay lốt linh tinh cơ. Ừ, em lên con này 37 nhá, 37 em đang bán với cái mức giá là 340.000. 340.000 cho 4 cây. Đây ạ. Con này cũng là một con treo khá là đẹp các bác nhá. Đây. Lũa này các bác nhìn dáng lũa này. Cái này về nhà bác nào khéo tay một chút thì mình có thể chuyển sang chơi làm hàng cảnh cũng được, hoặc là tựa vào dạng như nhà mình thêm thắt vào những cái đồ bonsai của mình ấy. Nó cũng rất là đẹp nhá. Hoặc bỏ chậu. Đây được con này treo to này. Con này cũng là treo to này, hai con này treo to này các bác này. Có tay như thế này. Đấy. Gỗ sậm đỏ các bác nhá. À, hàng này thì tầm 70 phân, 65-70. Và xem thêm một cái mã này của 37, vẫn của 37 này. Là cái mã này là gỗ kháo các bác ơi. Một con gỗ kháo dạng tựa lưng như này, các bác có thể cắt làm hai đầu cũng được nhá. Nhà mình có thể chia đôi này ra tiết kiệm này. Nhà mình bỏ được vào hai cái chậu luôn. Vì nó là dạng như là đầu không có vết cắt ở cái đầu lũa các bác. Đó. Bộ tiếp theo là cái bộ nhiều chiếc, bộ này thì khá là nhiều chiếc. Có mã số là 38 ạ, em lên 38. 9 cây và 340 em bao ship nhà mình rồi nhá. 9 cây tất cả. 340.000 mã số 38 nhưng mình để ý giúp em này. Bác nào thích hàng bé là có hàng bé luôn này. Và cái hàng này thì nhà em đang có sẵn số lượng lớn nhé. Nhà mình cần cái hàng bé này mà chẳng may khi mà nhà mình gọi và nó hết nhá, thì nhà mình có thể gọi điện cho em để mua thêm cái hàng này riêng được nhé các bác nhé. Theo số điện thoại Zalo của em ạ. 3 con này, em lên 3 con này. Em lên con tiếp theo là con thứ 4 này cả nhà này. Con thứ 4 đây nhá. Con thứ 5 này. Con thứ 5 đây. Một cái cành khá là đẹp nhá. 5 này, 6 này, 7 này. Đấy xù xì nhá, hàng bé xíu thì nhà mình bỏ vào chậu này. 6, 7, 8 và 9 nhá. Em sẽ lên bộ đầu tiên là bộ số 12. Bộ số 12 ở đây thì của em thì sẽ gồm có 2 cây và giá là 290 rồi nhà ơi. Bộ này lũa rất là cầu kỳ nhá, mà có 290.000 thôi. 290.000 cho 2 chiếc, em lên chiếc đầu tiên này cả nhà mình nhìn này. Lũa rất là cầu kỳ nhá, một chiếc đây. Đây là mã một giá một chiếc này. Một chiếc nữa đây, có 2 cây tất cả các bác ạ. Tất cả là 2 cây luôn ạ. Rồi. Combo số tiếp theo là combo số 11. Combo số 11 ở đây thì em đang bán nó sẽ gồm có tất cả là 6 cây. 6 cây là 320 cả nhà mình ơi. 6 cây 320 bao ship ạ. Cái hàng này nó vẫn hơi ẩm ẩm cả nhá. Bởi vì là em vừa mới rửa xong hàng mới luôn ạ. Đấy cả nhà mình nhìn này. Đây. 1 này. 2 này. 3 này. 4 này. 4 cây này. 5 cây này, những cái cây này lũa nhỏ các bác nhá, cả nhỏ cả to nhà mình có thể bỏ chậu được. Đấy hoặc là mình treo không treo đơn cũng được, nó không bị nhỏ quá đâu ạ. Đấy, tiếp này. 6 cây này, đến bộ tiếp theo, bộ này 4 cây và 310.000 bao ship. Mã số 13 cho em nhé các bác, mã số 13. Em lên cây đầu tiên này, dáng đứng này. Cây này dáng đứng này. Tiếp đến cây này cũng dáng đứng, các bác nhìn này, các bác nhìn một cái tay treo như này luôn này. Có một cái tay treo như này, dài như thế này nhá các bác nhá. Đó, đây lũa đây. Em quay lũa đi các bác cùng nhìn nhá. Cái này gỗ sậm này. Ở đây bộ này thì có hai cái, một cái gỗ sậm, một cái hai cái kia nó là gỗ găng bầu, một cái tấm hàng bìa của găng bầu các bác nhá. Găng bầu thì ghép lan cực kỳ sướng rồi, tốt nhất mà nó bền các bác. Một cái con này nữa là một con tay treo. Đó. Một con tay treo như này. Tiếp theo sẽ là sang cái mã số 10, qua mã là mã số 10 này. 344 cây. 344 cây cả nhà mình ơi. Đây. Đấy, cái này thì tay treo cũng được, ngửa ra nó có hơi một chút lòng máng ở đây. Được cái là gỗ rất là sạch và đẹp các bác nhá. Một con này, anh cho lên đi được mà. Hai này, hai con này. Đây hai con đây các bác nhá. Lũa này, các bác nhìn lũa này. Đó, hai con cái này bỏ chậu treo không đều được, còn nó to, nó không phải hàng bé đâu. Con này răng núi này, rỗng này. Đấy, răng núi rỗng này. Cái chồng lên cho nó góc nha. Đây, như là một bộ xương luôn, nó chỉ còn một cái bộ xương gỗ thịt không còn nữa đâu. Đấy dạng tháp tháp như này rất là xinh. Tiếp một con này nữa này, gỗ nó sủi ở phần phía trên này các bác nhìn đi không? Đó, đây, xoay này. Mã số 10 nha các bác, mã số 10, 344 cây. Tiếp theo, bộ này là cái bộ tay treo này, các bác nhanh tay gọi điện cho em này. 330.000 3 cây, mã số 14 ạ, mã số 14. Em lên một con tay treo nhỏ trước này. Sẽ có hai con tay treo to ở đây các bác nhé, chữ L đấy. Đấy nhà mình có thể tham khảo này. Mã số 14 nhá các bác, nhanh tay gọi điện luôn cho em đi để mình lấy được cái hai cái mã này nha. Đấy, hai con tay treo này các bác này. Hai con tay treo chữ L này các bác nhìn kỹ một chút đi ạ. Đó. Gỗ này các bác nhìn gỗ đây. Em xoay gỗ cho các bác nhìn. Hai con này tương đối nặng các bác nhá. Đấy, em thêm một con bé kia thôi. Hầu như là chủ yếu là chủ đạo là hai cây này trong cái bộ này. Tiếp theo là một bộ bé bé, mã số 15. Mã số 15 em lên thì sẽ là có tất cả là mã số 15. Ô sao cái này không có ghi à? Mã số 15. Chắc là mất cái giấy rồi. Mã số 15 con này em để giá đi. Con này em để giá các bác đi, em đọc luôn giá cũng được.
Con mã số 15 này em lên giá là 350.000. 1 2 3 4 5 6 7 cây nhá. 7 cây tất cả. 7 cây tất cả các bác nhá. 7 cây này, 1 cây này. 2 cây này. Đấy, 2 cây này. 3 này. Cây thứ 3 này. Cây thứ 4 này. Đấy, bỏ chậu được các bác ạ, treo không được. Cây thứ 5 này. Đều là lũa bỏ chậu các bác nhá. Cây thứ 5 và cây số 6, cây số 7, 7 cây tất cả. Em đi cái. Anh về cái đít xe vào hộ em tí. Thế để đây em làm cho. Xếp hai bên đi anh ơi. Xếp dàn ra hai bên đi anh ơi. Cho ra hai bên đi nhé. Để mình rửa cho dễ. Cứ cho lui xuống cho nó phẳng. Đấy, phải làm cả những con bé bé như thế nữa mới được anh ạ. Đấy, ui những con như thế đẹp. Hàng này thì em có ảnh trong Zalo rồi, em mời nhà mình vào xem nhá. Em lên mẫu tiếp theo là mã số 428 ạ. 428. Giá bán là 680k. 680k. Kích thước là cao 74 và rộng là 58 nha mình ơi. Nhà mình có thể gọi trực tiếp để mua hàng nhá. Gọi trực tiếp theo số điện thoại em chạy dưới màn hình ạ. 428. Giá bán 680k là đã bao gồm phí ship vận chuyển rồi ạ. Con này được cái là tay cành rất là dẻo. Nhà mình có thể ghép thêm 1 2 cái gáo ở đằng sau lưng này cũng được nhá. Vì nó có cái những cái tay chìa ra như này. Đó, chân đế rồi nhá, nhà mình chỉ phải ghép thôi. Em lên mã tiếp theo đi ạ. Mã tiếp theo này đang có cái mã số là 436 nha mình ơi. Bộ này 436 sẽ gồm có 1 2 3 4 áo cho em ạ. Kích thước ở đây là cao 66 và rộng là 45 nhá. Con này gỗ sậm này, em đưa sát màn hình một chút để các bác cùng xem này. Có chân đế hết rồi đó nhá. Hàng chân đế này nhà em là hàng lũa, em xẻ ra luôn chứ em không lấy hàng gỗ tạp nhá. Bạn này em đang lên giá cho nhà mình giá 480.000 cả ship ạ. 480.000 cả ship cho cả nhà mình nhá. Đó. Rồi, tiếp theo thì là mã này tưởng lên rồi chẳng. Con này không. Em lên con này là 435. Mã số 435 em đang có cái mức giá là 590 con này thôi ạ. 590.000 nhá. Con này là có cái phần tay nó hơi nghiêng sang bên này một chút. À, tức là nó thoải về bên này nhá. Thì kích thước bạn này có 1 2 3 4 5 gáo. Nhà mình thích nhiều gáo hơn thì em có thể trang trí nhiều gáo hơn cho nhà mình nhá. Kích thước là cao 68 và rộng là 54 ạ. Cao 68 rộng 54, quay hai mặt cho các bác xem luôn này, hàng rất là nhẵn nhá. Hàng này nhà em đã làm kỹ rồi. À, em lên tiếp một bạn to này nhá. Hôm nay tiện có một bạn to này em lên luôn. Bạn này thì là một mã gỗ kháo ạ, gồm có 1 2 3 cái gáo. Bạn này thì em để một cái mã số là mã số 0 đi ạ, bởi vì em chưa có ghi mã ở đây. Tiện em lên luôn cho nhà mình nhá. Con này gỗ kháo, cái phần chân đế của nhà em cũng là gỗ kháo, em xẻ luôn đấy ạ. Phần đằng sau nhà mình có thể ngắm giúp em ạ. Bạn này thì em cũng đo áng chừng nhá. À, cao đâu đấy vào khoảng cỡ tầm 70 cm và chiều rộng đâu đấy vào tầm khoảng 90 nha nhà mình nhá. Nó ở khoảng đấy, em không có thước ở đây, em tiện em lên luôn thôi. Bạn này em giao lưu với nhà mình cái mức giá là 1.250.000 nhá. 1.250.000 là đã bao gồm cả ship rồi ạ. Một cái mã tiếp theo là mã hàng to. Mã này em để mã số đi ạ. Em để mã số là 23 nhá. Em để mã số là 23 nhà mình chú ý là 23 con này nhá. Giá bán là 690 ạ. 690 một con to như này luôn đấy, 690 là đã bao gồm ship.
Con này thì cũng cao cỡ khoảng 70 mà ngang tầm khoảng 45 cho đến 50 nhá. Tầm tầm đấy. Bạn này thì em cũng chưa đo, chưa ghi đo ở đây rồi. Rồi. Một cái mã nữa đi nào. Mã này tương đối là dẻo, tương đối là dẻo kể cả phần trước hay phần sau. Đây nhà em làm chân đế rất là cẩn thận nha, mình rồi nhà mình cũng có thể thấy là em xoay rất là tự nhiên luôn, không ngại là cái vấn đề nghiêng ngả gì đâu nhá các bác nhá. Bạn này thì đang có mã số là 424 ạ. 424, giá em đang bán là 580.000 đồng cả ship. 580.000 đồng cả ship bạn này nhá. Thì đang có mức giá là có kích thước là 76 x 66 ạ. 76 x 66 nhá. Em lấy tiếp một con nhỏ nữa này. Con này em để mã là 117 nhà mình ơi. Mã này 117. Con này là gỗ kháo. Con này là gỗ kháo nhá. Hàng sụn này các bác có thể nhìn thấy những cái lũa ở trong của nó khá là cầu kỳ và là dạng như là sắc bén một chút các bác nhá. Hàng sụn này, những cái đường của nó này, gỗ rất là chắc chắn. Bạn này thì là gồm có 1 2 3 4 gáo, tất cả là 4 gáo. Em đang giao lưu với nhà mình là giá 550.000 đồng ạ. 550.000 đồng là đã bao gồm cả ship rồi. Nhà mình cứ yên tâm mua là sẽ không phát sinh gì thêm nhá. Các bác cần xem thêm cái những cái hình ảnh mà mình mua dạng như là mình muốn xem kỹ hơn chút thì nhà mình cứ vào Zalo xem nhá. Một bạn nữa chất liệu gỗ kháo, cũng có cái phần chân đế rất là đẹp, lũa tự nhiên. Mã số 420 giá 480.000. Kích thước là cao 80 và rộng là 60 nha cả nhà. Đó. Quay hai mặt cho các bác xem này. Các bác cứ xem thoải mái nha. Đấy, cái hàng này thì em có ảnh trong hết trong Zalo rồi, 1 2 3 4 5 gáo nhá. Thêm gáo thì nhà em sẽ thêm cho nhà mình được nhá. Một cái mã cuối cùng trong cái bài hôm nay ạ, là một cái mã hàng to nhá. Rồi con này để đây luôn cho em được. Bạn này mã số 422 giá là 780.000 thôi ạ. 780.000 đồng nhà mình nhìn lũa này. Cao 98 rộng 62 ạ, cao 98 rộng 62 nhà mình ơi. Em xoay mình xem cái phần lưng nữa nhá. Ở gỗ rất là chắc chắn, bạn này thì gần như là xem cái lưng cũng đẹp, tức là cái thế của cái phần lưng này cũng rất là đẹp. Nhà mình có thể chơi cả cái phần lưng này ghép thêm một hai cái gáo ở đây nữa cũng được. Mình chơi tròn toàn bộ xung quanh cũng rất là đẹp. Cái phần đế này nhá là toàn là hàng em xẻ 3,5 phân luôn cả của cái hàng lũa mà dày thịt em xẻ ra em làm như này cho các bác. Để một cái mức giá rất là hợp lý cho các bác này.